Có thể nói một chiếc nồi cơm điện Hàn Quốc luôn là chuẩn mực mỗi khi chúng ta tìm kiếm cũng như lựa chọn một chiếc nồi cơm điện. Và trong số đó, nồi cơm điện Cookin model RMNA10 trước mặt Toàn đây chắc chắn là một thiết bị rất đáng để sở hữu. Vì sao lại như vậy? Hãy cùng Toàn đi tìm hiểu lý do ngay bây giờ nhé. Bây giờ thì mình sẽ đập hộp sản phẩm này nhé. Made in Korea này, toàn chữ Hàn Quốc với cả tiếng Anh thôi. Hộp rất chắc chắn. Toàn đi kèm nồi, chúng ta sẽ có thêm một phiếu bảo hành này, một muôi này. Và cảm nhận đầu tiên của Toàn về sản phẩm này là nó rất đẹp mắt, màu đỏ đô vô cùng nổi bật và thời trang nên sẽ phù hợp cho mọi không gian bếp. Tiếp theo này, mọi người xem này, kiểu dáng siêu cute luôn, đúng chuẩn phong cách nồi cơm điện Hàn Quốc. Ngoài ra thì vỏ nồi được làm bằng nhựa ABS, gõ vào rất là cứng cáp, chắc chắn, chịu nhiệt tốt, sờ rất là mịn, phủ một lớp sơn bóng, vì thế chúng ta vệ sinh rất dễ dàng. Nồi cơm điện Cookin có dung tích là 1 lít. À rồi, mở bên trong ra, chúng ta sẽ có thêm một cốc đông gạo này. Chất liệu của lòng nồi là bằng gang, rất dày dặn luôn, mọi người xem này, thiết kế vô cùng thông minh, vì thế thì cơm sẽ luôn được ngon, ngọt, dẻo, bùi, lớp chống dính cao cấp, sờ vào rất láng mịn. Về phần nắp nồi thì nó cũng tương tự so với những chiếc nồi cơm điện cơ khác thôi. Riêng phần nắp này chúng ta có thể tháo rời được ra để vệ sinh, và mọi người cũng nên vệ sinh thường xuyên để tránh cái tình trạng cơm nó bị ôi, nó bị thiu, gây ảnh hưởng tới chất lượng để những lần nấu tiếp theo. Lỗ thoát hơi này, nút bấm vô cùng nhẹ nhàng, dễ sử dụng. Phía mặt trước của nồi cơm điện chúng ta sẽ có 3 đèn báo hiển thị, bao gồm hiển thị nguồn điện, ủ ấm và nồi cơm. Vì là nồi cơ nên chúng ta sẽ gạt như một chiếc nồi thông thường thôi, gạt xuống là nấu và lên là ủ ấm. Và Toàn đánh giá rất cao chiếc nồi cơm điện này khi có thể giữ ấm lên tới 15 tiếng. Ví dụ như sáng hôm sau chúng ta muốn có cơm để ăn thì chúng ta nấu từ tối hôm trước, hôm sau mở nắp nồi cơm ra, cơm rất nóng, ngon như vừa mới nấu. Và dây điện của nồi cơm điện Cookin là dây liền, chúng ta chỉ cần kéo vào là dây sẽ tự thu vào. Phía dưới là một bộ phận tản nhiệt, cùng với đó là hộp chứa dây điện. Vậy là vừa rồi Toàn đã cùng mọi người đi tìm hiểu những cái điểm nổi bật nhất của nồi cơm điện Cookin RMNA10. Sản phẩm hiện đang có sẵn tại các showroom của điện máy Quang Hạnh với thời gian bảo hành chính hãng lên tới 24 tháng. Mọi người có thể đặt hàng tại đường link phía dưới của phần mô tả hoặc gọi tới hotline 024-6260-4488 để được các nhân viên tư vấn rõ về sản phẩm. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực gia dụng cao cấp, điện máy Quang Hạnh cam kết sản phẩm chính hãng 100% nhập khẩu nguyên đai nguyên chiếc, chính sách 1-1 trong vòng 7 ngày nếu có lỗi của nhà sản xuất, đội ngũ chăm sóc khách hàng sau bán nhiệt tình, chu đáo, vận chuyển lắp đặt nhanh chóng, đúng hẹn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại.